Thưa quý vị, nối tiếp thành công và những lời đánh giá chất lượng của cuộc thi Business ID 2017, sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, lễ phát động cuộc thi Business ID 2018 đã được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Business Ideas là cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh sáng tạo các bạn trẻ, đặc biệt là những startup đầy triển vọng. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp có cơ hội gặp gỡ, học hỏi, tương tác và thuyết phục những doanh nhân cũng như kêu gọi nhà đầu tư hiện thực hóa những ý tưởng xuất sắc của mình. Cuộc thi sẽ bắt đầu nhận bài đăng ký đến ngày 5 tháng 5 năm 2018. Sau đó, vòng sơ khảo sẽ tiến hành lọc ra 25 ý tưởng kinh doanh tốt nhất để vào vòng bán kết. Qua mỗi vòng thi thì các thí sinh sẽ được ban tổ chức hỗ trợ, tư vấn và bổ sung những kiến thức cần thiết để có thể hoàn thiện tốt và bảo vệ cũng như thuyết phục ban giám khảo về ý tưởng kinh doanh của mình. Năm nay nó sẽ là một cái sân chơi hết sức là thú vị, bổ ích dành cho các bạn sinh viên, không phải chỉ là sinh viên UF mà là sinh viên ở khu vực phía Nam nói chung. Bởi vì là đến với cuộc thi này thì các bạn sẽ được thể hiện những cái ý tưởng kinh doanh mà mình ấp ủ. Các bạn sẽ có dịp để các bạn trình bày những cái ý tưởng kinh doanh đó qua một cái đề án kinh doanh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cầu nối để giúp kết nối các bạn với lại các chủ đầu tư, các chủ doanh nghiệp. Sau thành công năm 2017, trong năm 2018, cuộc thi sẽ mở rộng sân chơi, thu hút sinh viên 15 trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thân cận tham gia. Ngoài ra, những đề tài đạt giải mang tính khả thi cao sẽ được ban tổ chức hỗ trợ kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ để dự án được triển khai thực tế. Business Idea được kỳ vọng sẽ trở thành nơi ươm mầm cho những dự án kinh doanh được hiện thực hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước.